hạnh phúc. Mừng anh nhé, hạnh phúc đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Cùng giữ tay nhau thật lâu,
thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đau và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Sánh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời, và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Thank you.
chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía cửa chính của nhà hàng Maxim và sẽ cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón đôi ngân sàng trọng nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chào đón chú rể Hồng Đài và cô dâu Vương Uyên. Phương Oanh là song thân của cô dâu Phương Uyên. Kính thưa quý vị, các vị đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý khách đến từ Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Các quý khách đã và đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thọ, công ty trách nhiệm hữu hạn Dì Gia Uy Việt và phần đông là những quý khách sinh sống và làm việc tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu. Vậy một lần nữa, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị đã dành thời gian đến chung vui và chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay, chị đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hồng Mận sẽ là vị đại diện hai bên gia đình có đôi lời gửi đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa hai họ, rất hân hạnh cho tôi hôm nay để đón tiếp các vị khách quý cùng hai họ đến dự lễ kết hôn của hai con chúng tôi. Ngoài đầu, tôi không biết nói gì hơn. Tôi chúc cho hồi hôn luôn luôn mạnh và vạn sự như ý. Và cũng chúc cho hai con hạnh phúc mãi mãi, thành đạt trong cuộc sống. Và tôi trân trọng cảm ơn các quý khách cùng hai họ, cùng bạn bè của các cháu. Tôi xin cảm ơn. Và tôi xin cảm ơn nhà hàng Maxim Thai đã nhiệt tình giúp cho gia đình chúng tôi. Cuối cùng, tôi kính mời các quý khách và hai họ dự tiệc vui và thật vui với gia đình chúng tôi
tôi xin trân trọng cảm ơn. Và cho phép chúng tôi cũng xin được thay mặt cho toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu chân tình của ông Nguyễn Hồng Mận vì đại diện thay bên gia đình. Giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc thật lãng động trên sân khấu để đôi gương của chúng ta tiến hành những nghi thức trong lễ thành hôn. Xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến tháp bánh để thực hiện nghi thức cắt bánh cưới. Mời hai bạn. Một lần nữa, thay mặt hai bên gia đình và cô dâu chú rể, chúng tôi xin trịnh trọng tuyên bố buổi tiệc mừng lễ thành hôn của chú rể Hồng Đài và cô dâu Phương Nguyên xin phép được bắt đầu. Và trong lúc chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly và rất mong sẽ có một tiếng hô thật to sau lời đếm của chúng tôi. Giờ phút này xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng bắt đầu nâng ly. 1, 2, 3. Xin được quý vị đến với món ăn đầu tiên trong lễ thành hôn hôm nay. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh.
nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Say.